9 nhân 7 nhân 5 nhân 4 cộng cho 540 có chia hết cho 7 cho 3 cho 9 cho 2 hay không? Thì nhớ dùm lại kiến thức đi. A chia hết cho B, C chia hết cho B thì suy ra A cộng C phải chia hết cho B, B hoặc A trừ C phải chia hết cho B, B hoặc A chia hết cho B A C không chia hết cho B thì suy ra A cộng C sẽ không chia hết cho B, B hoặc A trừ C sẽ không chia hết cho B, B kẹp hai cái tính chất này chưa? Bắt đầu hồi nay có đang nói chia 7 nha, này có chia hết cho 7 không? Hồi nay có chia hết cho 7 không? Có 9, 7, 5, 4 chia hết cho 7. Hồi nay có chia hết cho 7 không? Hồi nãy bấm máy tính rồi, có chia hết không? Không, không. Vậy từ đây suy ra gì? 9, 7, 5, 4 cộng 5, 4, 0 sẽ không chia hết cho 7. Kẹp. Tiếp tục coi coi có chia hết cho 3 không? Này có chia hết cho 3 không? À, có. Thấy chưa? Có 9. Đúng rồi, 9, 7, 5, 4 chia hết cho 3. Tiếp, này có chia hết cho 3 không? Có. Lý do? Tại vì 5 cộng 4 ra 9. 5 cộng 4 cộng? Cộng 0. Dạ, ra 9 chia hết cho 3. Cẩn thận giùm, nói đừng có bị sai đó. Vậy suy ra 9 nhân 7 nhân 5 nhân 4 cộng 5, 4, 0 chia hết cho 3. Tiếp, coi có chia hết cho 9 không? Này có chia hết cho 9 không? Đây nè, này có chia hết cho 9 không? Có luôn. Có lý do. Tại 5 cộng 4 cộng không ra 9, 9 chia hết cho 9. Tiếp tục xem có chia hết cho 2 không? Có. Có, này có chia hết cho 2 không? Không. Muốn chia hết cho 2 thì số tận cùng là không. Đọc hết càng hoàng. 0, 2, 4, 6, 8. Có chia hết cho 2 không? Có. Đó, đây chia hết cho 2, đây chia hết cho 2 thì cả này chia hết cho. Hiểu không?